Đó, wow, giống slam thật quá. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em biết không, ở bên nước Nhật Bản á, trẻ em chơi slime rất là nhiều luôn. Ở bên đấy á, chị thấy là có rất là nhiều loại slime thú vị, màu sắc hấp dẫn và mùi cũng rất là thơm. Bên cạnh đó, họ còn sản xuất ra những loại slime ăn được nữa các em ạ. Ở nước mình thì chỉ có slime để chơi thôi, đâu có slime để ăn đâu đúng không? Nhưng mà đất nước Nhật Bản họ rất là chú trọng cái sự phát triển và những cái kỹ năng sáng tạo của trẻ em. Cho nên ngoài những đồ chơi thì họ còn sản xuất ra những cái loại đồ ăn tương tự giống như đồ chơi. Về chủ đề slime ăn được thì chị Cà Chua đã có hai video. Video đầu tiên là slime ăn được Doraemon. Thứ hai là slime ăn được mà chị Cà Chua tự làm. Những video slime ăn được đó thì chị nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các em, và các em rất là thích thú với cái chủ đề đó. Và hôm nay chị Cà Chua muốn giới thiệu với các em một bộ bobbin cooking vô cùng hấp dẫn. Đó có tên gọi là bobbin cooking slime ăn được đổi màu đổi vị. Nghe rất là hấp dẫn đúng không các em? Ngoài ra chị còn có một bộ bobbin cooking cối xay gió bằng sô-cô-la cũng rất là hấp dẫn. Đây là bộ đồ chơi bobbin cooking slime đổi màu đổi vị ăn được này các em. Còn bên này là cối xay gió nha. Chị Cà Chua rất là háo hức khám phá bộ đồ chơi bobbin cooking slime ăn được đổi màu đổi vị này. Vì vậy các em ơi, fan slime đâu rồi, hãy bấm like cho chị Cà Chua nhé. Chúng ta có 3 giây, 3, 2, 1, hết giờ. Nào chúng ta cùng khám phá ngay thôi. Các em ơi, nhìn phía bên ngoài nhìn nó rất là hấp dẫn đúng không? Phía bên này là một cái dải màu vàng, tiếp theo là một cái dải màu xanh. Rồi bạn này còn cầm một cái cây nữa. Ồ, không biết để làm gì ta. Rồi đây còn có cái giống như kẹo mút nữa. À, bây giờ chị sẽ cắt ra. Chúng ta có gì đây? Một gói bột màu vàng, một gói bột màu xanh và một gói bột màu hồng. Và có hai cái que giống như là que kem vậy đó các em. Hồi đúng rồi, y hệt như que kem luôn. Cái bên này là chắc là cái đồ để đựng nè. Còn cái này là đồ đong nước, chị phải cắt cái đồ đong nước này ra. Rồi, theo như là đọc hướng dẫn thì chúng ta sẽ cho gói bột màu vàng trước, tiếp theo là cho gói bột màu xanh và cuối cùng sẽ là màu hồng. Và gói bột màu vàng này vừa rót ra thì chị có cảm thấy là cái mùi thơm rất là nồng nàn. Nghe mùi rất là ngọt ngào luôn. Rồi chúng ta chỉ cần một cốc nước đổ vào. Sau đó sẽ chập hai cây này lại và khuấy. À các em ơi, nó đã ra màu vàng nhạt nhạt rồi. Rồi, slime của chúng ta đã tan hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là như các em cũng đã thấy nè, nó rất là lỏng, nó chưa có giống như slime thật được. Vì vậy, trước khi mà nó đổi vị thành cái vị khác thì chị sẽ ăn thử xem nó có vị gì. Vị chuối. Thật là lạ. Bobbin cooking slime vị chuối. Bây giờ chị sẽ cho thêm cái gói màu xanh này vào xem là nó sẽ thành vị gì ha. Gói này thì có màu xanh nhạt các em ạ. Và có vẻ có rất là nhiều bột luôn. Rồi chúng ta khuấy thôi. Chúng ta cứ để vậy mà khuấy, không có cho thêm nước ha. À, hình như là slime của chúng ta đã đổi qua màu xanh rồi các em ơi. Wow, nó đã rất là dẻo rồi nè. Hình như càng khuấy nó càng dẻo các em ơi. Đó, giống slime thật quá. Tuy nhiên là chị xem hướng dẫn thì người ta bảo là mình khuấy thật là nhiều vào, khuấy 1.000 lần đó các em ơi. Wow, 1.000 lần chắc mỏi hết cả tay luôn.
sau đó sẽ tách hai cây này ra và đó, chúng ta sẽ đảo xoắn trộn như thế. Đó. Chị thấy người ta làm như thế này rất là nhiều lần, một hồi lâu luôn đó em ạ. Wow, các em xem nè, slime của chúng ta rất là dẻo đúng không? Đã quá, nó rất là dai luôn. Hình như là chị cà chua càng làm như thế này thì cái slime của chúng ta càng kết dính với nhau, càng dẻo và càng xốp hơn. Đó, các em thấy không? Slime của chúng ta nhìn thật là vi diệu đúng không các em? Rồi, slime của chúng ta đã được rồi. Đó. Bây giờ chị sẽ để vào đây và rắc topping ở trong cái gói màu hồng này vào. Ý, chúng ta có những cái hạt cốm đủ màu hết, màu vàng, màu hồng, màu xanh, rất là nhiều luôn các em nè. Chị cà chua tưởng tượng như những cái hạt này giống như những hạt sốt vậy đó. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuốn tiếp tục nha, để đảo trộn những cái topping này vào. Giống như lúc mà chúng ta làm slime á, thì chúng ta cũng cần trộn đều như hạt xốp lên. Ý, các em thấy sao? Thấy slime của chúng ta là màu như thế này có đẹp không? Và những cái topping á, chị tạm thời gọi đây là những hạt xốp tí hơn. Nhìn có dễ thương không? Wow, chị đã hoàn thành rồi. Rất là đã luôn. Vô cùng thơm. Bây giờ chị cà chua sẽ ăn thử xem nó đã biến đổi từ vị chuối thành vị gì ha. Hồi nãy là biến đổi từ màu vàng qua màu xanh, bây giờ sẽ là vị gì đây? Wow, slime của chúng ta đã biến đổi từ vị chuối thành vị soda rồi các em ạ. Và cái topping bên trong ăn nó giòn giòn, nghe đã lắm. Ăn nó nghe rộp rộp rộp. Slime này vừa thơm lại ăn vừa ngon, chơi lại vừa đã nữa các em ạ. À, chị còn chưa quên mất là slime này nó không có ngọt lắm. Hồi nãy ăn vị chuối thì nó hơi ngọt, còn bây giờ cái vị soda này thì nó ăn thì nó chị cảm thấy nó xốp xốp và nó vị nó ngọt nhẹ chứ nó không có ngọt đậm như vị chuối hồi nãy. Kem ơi, vậy là chị cà chua vừa giới thiệu với các em một loại slime ăn được nữa ha. Chị cảm thấy là loại slime này rất là hấp dẫn. Tại vì á, chị cà chua từng làm slime ăn được nhưng chị chưa thể nào mà đổi màu hay là đổi vị cho nó được. Cho nên là chị cảm thấy cái này rất là thần kỳ luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ popping cooking làm cối xay gió. Nhìn bên ngoài gói popping cooking này thì được trang trí chủ đạo bằng một cái màu hồng phấn rất là dễ thương, rất là ngọt ngào đúng không các em? Đây là cái cối xay gió của chúng ta nè. Bên này là, chị biết rồi, đây là sô-cô-la đó. Bên này sẽ là một cái khuôn. Đây là những cái cây để làm cối xay gió này các em. Có màu hồng rất là dễ thương ha. Đây là gói sô-cô-la này các em. Đó. Để chị cắt ra và bỏ vào trong cái ly này.
chị cho sô-cô-la vào trong ly này và bỏ vào lò vi sóng trong vòng 30 giây. Và sau khi sô-cô-la đã nóng chảy ra thì chị cà chua sẽ cho vào trong những cái khuôn này ha. Rồi, các em biết lý do tại sao chị cà chua chỉ cho một nửa không? Đó chính là chị sẽ cho những cái cây này vào đây. Đó. Mỗi ô sẽ là một cái cây ha. Rồi, tiếp theo chị cho nốt phần sô-cô-la còn lại vào đây. Xong rồi, bây giờ chị cà chua sẽ cho cái khuôn này vào trong tủ lạnh ngăn mát trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ lấy ra. Và trong khi chờ đợi sô-cô-la đông lại thì chúng ta sẽ làm cối xay gió nè. Ở đây thì người ta đã cho sẵn hết rồi, chúng ta chỉ cần bóc ra và ráp vào thôi. Kem ơi, sau 1 tiếng đồng hồ để trong tủ lạnh thì sô-cô-la của chúng ta đã đông lại rồi. Bây giờ chị cà chua sẽ lấy ra ha. À, bây giờ chị cà chua sẽ cho những cây này vào đây. À, đây là những cánh của cối xay gió của chúng ta nè các em. Đó, tuy nhiên là không hiểu sao chị cà chua không làm cho nó cố định lại được. Và bây giờ chị sẽ thử cho vào đây xem nó có quay được hay không. Rồi, không được rồi các em ơi, nó đã thất bại rồi. Đáng lý là nó sẽ xòe ra, nhưng mà không hiểu sao nó lại không có xòe ra được. Nó chụm lại vào một chỗ với nhau nè. Và sô-cô-la của chúng ta có vẻ như nó rất là dễ chảy. Tuy là nó không có cố định thành cái cối xay gió được, nhưng mà chị thấy là nó cũng khá là dễ thương đúng không các em? Bây giờ chị cà chua sẽ thử ăn thử sô-cô-la này xem là nó có ngon không ha. Cái này có vẻ như là nó đã chảy bớt rồi, chị sẽ ăn cái này. Sô-cô-la rất là ngon các em ạ. Cái vị thì nó không có ngọt lắm, nó hơi đắng đắng. Và ăn thì chị cảm giác nó còn béo béo nữa. Đây đúng là sô-cô-la nguyên chất á. Tại vì nếu sô-cô-la không nguyên chất thì nó không có cái vị này đâu. Nếu em nào đã từng ăn sô-cô-la nguyên chất thì chắc hẳn là sẽ biết cái vị đó ha. Những cây còn lại chị sẽ nhường cho anh cà chua ăn, tại vì anh cà chua vô cùng yêu thích ăn sô-cô-la luôn đó các em ạ. Và bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em mà thích slam ăn được hay là cối xay gió thì cũng hãy để lại like và comment cho chị cà chua biết với nhé. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.